Hồng Tuyết. Tập 4. Bác sĩ Matsushima, gần đây có nhận người nào trị vết thương ngoài da không? Không có. Anh ấy là ai? Là một học viên tôi mới nhận. Trở thành bác sĩ đế quốc, nhất định phải đặc biệt quan tâm động thái của phương diện này, giúp đỡ đế quốc khai trừ phần tử đối lập. Dạo này không biết thế nào, dăm ba bữa lại đến kiểm tra một lần. Nếu như thật sự có phần tử đối lập, đến bệnh viện ta chữa bệnh, thì đồng nghĩa với việc tìm chỗ chết. Bác sĩ Matsushima, anh đang nói chuyện với tôi sao? Cái này tôi nghe không hiểu. Sao cô không bỏ mũ ra? Cô phải biết, cởi mũ trước mặt khách là lễ phép. Sau này chú ý đấy. Tôi sẽ ghi nhớ. Bác sĩ Matsushima, cái này là làm cái gì? Đây là ống nghe bệnh. Ống nghe bệnh. Con nghe cái gì cũng không nghe được. Cái này, ví dụ như cô bị bệnh tim, hoặc là phổi có vấn đề gì, dùng nó nghe là sẽ biết. Tôi hiểu rồi. Được rồi, cô về trước đi. Vâng. Ông chủ, không hay rồi, trước cửa có rất nhiều người Nhật. Người Nhật đến chỗ chúng ta làm gì? Ông xem kìa. Thái Quân. Cha, con là Lưu Lộ. Lưu Lộ. Lưu Lộ. Trời ơi, đúng là Lưu Lộ. Mẹ nó, suýt chút nữa là nhìn nhầm. Ta còn tưởng rằng con thật sự là người Nhật nữa. Đến đây, ngồi. Ngồi đi. Là Lưu Lộ về rồi. Tiểu tử này thật có tiền đồ. Con trai, dưới mũi con làm sao thế? Cha, đây là vệ sinh hồ của Nhật Bản. Người Nhật Bản đều giữ như thế. Con làm theo. À, râu của người Nhật. Được, râu người Nhật tốt thật. Hai bên đều trơn nhẵn móng. Râu Nhật Bản tốt thật. Con đem về cho cha vài bình rượu sake. Đây là rượu gạo Nhật Bản, khác với vị của rượu Đông Bắc một chút. Cha thử xem. Đây, sao lại còn vuông thế? Cha, uống rượu sake này, người Nhật dùng cây tùng La Hán đóng thùng. Lúc uống phải uống bằng cốc gỗ, có một hương vị rất thanh. Được, cái thứ này cũng rất tốt. Giữ lại để ta làm hộp thuốc. Cha. Ừ. Cho người hộp thuốc. Cái thứ này cũng tốt. Hàng đại Nhật Bản Đông Dương là tốt nhất. Con xem. Làm cái gì cũng có nghiên cứu hết. Con trai à, mấy năm nay sao rồi? Vẫn tốt, mọi thứ vẫn như ý nguyện. Tốt, được vậy thì tốt. Lão Tứ. Ông chủ. Đi, nói với phòng bếp làm thêm mấy món ăn. Còn thêm đầu heo hầm. Thiếu gia thích nhất món này. Phải. Cha, không cần nữa. Lát nữa con còn có chút chuyện. Con còn phải đến chỗ đại tá Oda một chuyến. Oda? Còn đại tá à? Tôi nói chỗ chúng ta không có người này. Cha, là đoàn trưởng Nhật Bản chỗ bọn con. À, là trưởng quan của bọn con à. Con trai à,
Bây giờ con làm chức quan gì? Cha, hiện nay con là đội trưởng đội kiểm soát quân nhân Nhật Bản. Đội trưởng đội hiến binh. Được, hay lắm. Cha, thật ra con đã là người Nhật từ lâu. Con đã gia nhập quốc tịch Nhật Bản rồi. Đợi đã. Tôi thấy đằng trước mặt rồi. Nhị Niệu Tử, đến bức tượng lớn trước mặt xem. Trong cái viện nó có chuyện gì? Lúc qua đó đừng để người ta phát hiện. Người anh em cảnh giác cho tốt. Cha, đây là đồng bạc trắng con hiếu thuận người. Người cầm trước đi. Mấy ngày nữa con để bọn họ mang đến thêm chút nữa. Nhìn thấy chưa? Người Nhật khác biệt thật. Cái gì cũng giỏi, cái gì cũng nghĩ đến. Cha, sau này có thổ phỉ nào đến nhà ta làm loạn, người nói với con một tiếng. Thế lực nhà họ Lưu rất lớn. Được, bà con mọi người đều nghe rõ rồi chứ. Sau này có chuyện gì thì tìm nhà lão Lưu. Nhà ta có người Nhật Bản chống lưng. Mọi người có nhà của lão Lưu chống lưng. Còn có các bà con à, hiện nay Đông Bắc là thiên hạ của người Nhật Bản. Mọi người biết điều chứ. Đừng có cùng những phần tử kháng Nhật. Nếu như trên phương diện này xảy ra vấn đề, đừng trách Lưu lộ tôi trở mặt không nhận người. Nếu như người nào giấu phần tử kháng Nhật thì đừng trách Lưu lộ tôi ra tay ác độc, không bảo vệ được mọi người, không bảo vệ được quê hương. Ừ, yên tâm. Chúng ta đều là dân lành ủng hộ người Nhật. Ai nếu như muốn đối đầu với người Nhật, ta là người đầu tiên không đồng ý. Cha, tiểu nhà đầu này là của nhà ai? Cô ấy không phải quê mình. Nghe nói cha mẹ mất sớm, sau này học người sau truyền lại, diễn kịch khắp thôn. Cha, trông dáng điệu không tồi. Được, cha, công vụ tại thân, con đi trước đây. Được, con bận đi, con bận việc cứ đi. Được rồi, các vị, mọi người từ từ ăn, cứ ăn từ từ. Lão ca, tôi xem hình như bọn Nhật Nhật. Xem ra nhà này bọn Nhật có thông đồng. Đại huynh đệ, có vào hay không? Đợi nhị điều tử về rồi nói. Đại huynh đệ, nhị điều tử về rồi. Thế nào? Nhìn rõ rồi, ông già nhà này đang mừng thọ. Người nhiều, đồ cũng nhiều. Đều là những người gì? Hình như là thân hào nông thôn gì đấy. Còn có các cô các gì? Xem hộ viện nhà người ta chưa? Thế thì vẫn chưa. Lúc nãy có người cưỡi ngựa. Có phải bọn Nhật Nhật không? Ăn mặc giống người Nhật. Tôi nghe ông ấy gọi cái gì mà cha ấy. Vậy người này là con trai của ông ta à? Đại huynh đệ, xem ra nhà này là Hán Giang. Chắc hẳn là Hán Giang rồi. Tôi còn nghe ông ấy nói, nếu như nhà ai giấu phần tử chống Nhật, đến lúc đó đào ba tấc đất không nhận mặt. Nhà này cấu kết với người Nhật rồi. Các anh em, mọi người đợi thu dọn đồ đi. Nghe tôi một câu, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng có đấu với lửa. Được. Các người muốn làm gì? Đánh cướp. Đứng yên, các người nghe đây. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn chút tiền, không cần gì khác. Càng không muốn thấy đổ máu. Muốn bò thì
thì bò đi, cần quỳ thì cứ quỳ, ngồi hay đứng thì đều quay mặt đi cho tôi. Ai nếu không ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận đầu đạn của tôi. Đứng yên, nhúc nhích nữa là bắn chết, chỉ thiếu một bước. Ông nói cái gì? Cái ông già này. Tôi biết ông nói chỉ thiếu một bước là có ý gì. Ông nói chỉ thiếu một bước thì tôi với cả tên Hán Giang con trai ông gặp mặt rồi, có phải không? Chúng tôi là xem tên Hán Giang ấy đi rồi, ông biết không? Các người đúng là thổ phỉ. Ai nói không phải đâu? Tôi chính là thổ phỉ đấy. Tôi cũng không dựa vào người Nhật. Con trai tôi không phải Hán Giang mà là người Nhật Bản. Ngốc nghếch như ông, còn có thể sầu chuỗi lại. Thứ không có khí phách. Ông với Hán Giang còn hơn cả Hán Giang. Đi, đến phòng cầm đồng bạc ra đây. Và phòng cầm đồng bạc ra đây. Đứng yên, nhúc nhích là bắn chết. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Mọi người còn lề mề cái gì vậy? Lão Tứ, có. Đi mau. Quản quản lượng. Làm gì thế? Cô em trông xinh nhỉ? Cùng anh lên núi, anh sẽ đối xử tốt với em. Cút sang một bên. Cái này, cô gái này trông cũng xinh ghê. Đừng động vào cô ấy. Muốn chết à? Nhị điều tử. Tôi nói với các người một lần nữa, tiền của hôm nay tôi muốn mượn của mọi người dùng một chút. Sau này ai nếu muốn làm việc chính trực, tôi sẽ bồi thường gấp đôi. Ai mà dựa vào quân Nhật thì sờ đầu nhiều vào, xem có còn ở trên cổ không. Các anh em dọn đĩa đi. Được Cậu lại trở về làm gì? Nhấc cái mông lên. Nhấc mông lên làm gì chứ? Muốn tôi động tay sao? Được, cho cậu. Cho cậu hết. Người anh em Song Long, nãy anh vừa vào viện nói hai chữ. Nói tên gì cơ? Không nhớ à? Không nhớ. Tiểu tử gọi là cái gì? Đừng nghĩ nữa. Ăn cướp. Làm sao dứt khoát thế? Lúc trước chúng ta với sự xuất hiện của đại đương gia, vẫn phải chỉnh lại chữ, còn phải nổ phát súng. Theo anh thật tốt. Tiết kiệm thời gian. Một tiếng súng không nghe thấy. Chuyện này gỡ bỏ luôn. Anh nói xem chuyện này thế nào đây? Thật sự quá tuyệt vời. Nhà đó có tiền như vậy. Đại huynh đệ, lần sau ăn cướp bọn ta cùng với anh đi làm. Đúng đó, đi theo anh. Này, thú vị, đừng lắc lư nữa. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Làm gì? Uống rượu. Đúng. Đi uống rượu thôi. Sao bây giờ mới về chứ? Còn vừa bước chân đi thì chúng tới.
Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Cướp sạch hết rồi. Trời ạ, thật là ngu xuẩn. Để bọn chúng chui vào chỗ trống như vậy. Con làm đoàn trưởng cũng thật bất tài. Đến cả mấy cái râu cũng không để trong mắt. Cha nói cái gì vậy? Không phải cha còn có đứa con trai người Nhật Bản sao? Cha nói xem thế lực người Nhật Bản bây giờ mạnh như vậy, sao còn đến quân Liên Minh Đế Quốc bọn con? Sao anh có thể nói như vậy được? Còn nói nữa, dưới tay anh không phải còn có mấy nghìn đội ngũ à? Đúng là lính tráng hừng hực, hừng hực thành một ổ. Phải, tôi hùng hổ. Tôi đã nhận giặc làm cha luôn rồi. Cậu nói xem, không hùng hổ được sao? Được rồi, được rồi, đừng nảm nhảm nữa. Cha không cần biết con nhận ai. Cha chỉ nhận tiền. Mau nghĩ cách lấy lại đồng bạc của cha đi. Lấy về đây. Sư phụ, sư phụ nói xem Diêm Phương ở bệnh viện có quen không? Sẽ nhanh chóng quen thôi. Con bé vừa đi, trong lòng chúng ta cũng xem như đã yên tâm được rồi. Bệnh viện đó có an toàn không? Có thiếu Trịnh ở đấy, sẽ an toàn thôi. Ta với lão Trịnh là bạn bè nhiều năm. Anh ấy cũng nói rồi, đợi bệnh của Diêm Phương tốt lên, sẽ để con bé học chút y thuật, sau này sẽ dùng đến. Sư phụ, Diêm Phương ở bệnh viện có phải sẽ không về nữa không? Vậy con bé không nhớ nhà? Qua tổ chức đại của chúng ta điều tra, nhà con bé chẳng còn một người thân nào cả. Vậy con bé nhớ nhà có tác dụng gì? Sư phụ, không phải con có ý này. Không phải đã nói đây là nhà của con bé sao? Con muốn nói là liệu con bé nhớ chỗ này thì sao? Con bé với chúng ta không thân chẳng quen, nhớ chúng ta làm gì? Thế thì chưa chắc. Sư phụ, sư phụ quên rồi. Sư phụ là ân nhân cứu mạng của con bé. Lúc con bé đi, trong mắt vẫn còn nước mắt đấy. Còn nói là nếu như không còn cách nào khác thì thật sự không muốn đi đâu. Đúng vậy. Đúng vậy. Lòng người đều là thịt mà, đúng không? Đừng nhìn chứ mới có mấy ngày. Đứa trẻ này rất hiểu chuyện, rất tốt. Nếu không phải bọn Nhật đến đây do thám, ta cũng không nỡ để con bé đi. Phải đấy sư phụ, nếu như con bé không đi, vậy thì tốt biết bao. Chúng con đều muốn trở thành đồ đệ của người, chúng ta sẽ trở thành người một nhà, vậy thì tốt biết bao. Khủng hoảng đất nước vốn chỉ đều là người một nhà. Đợi con bé chữa khỏi vết thương, quay về cũng thuận tiện hơn. Cũng không cần chạy đôn chạy đáo, trốn chạy khắp nơi không dám ra đường. Còn nó có phải không? Vâng sư phụ. Sư phụ, đợi con bé quay lại, gọi con là anh họ đi. Đúng, cứ gọi anh họ đi. Sư phụ, người xem có được không? Ta nói này Cao Dương, ta nghĩ rằng con quá nhớ con bé rồi. Phải, con nghĩ rằng cô ấy rất tốt, lại còn lương thiện. Được, sau này mua cho ta một cân bánh ngọt, một cái trứng chần. Con đi thăm con bé. Vâng. Mau đi làm việc đi. Vâng sư phụ.
Lão ca, trước mặt có phải thùng ngũ thường không? Phải, sao thế? Không giấu hai vị huynh đệ, tôi có chút chuyện muốn qua trấn một chuyến. Cái gì? Anh muốn đến trấn? Ừ. Trấn đó sớm bị người Nhật chiếm đóng rồi. Người Nhật rất đông, nhiều như châu chấu, vàng cả một góc. Đại huynh đệ, có phải là đến trấn muốn cướp vợ người Nhật không? Người anh em song lâm, ăn đồ độc là ra phân đen đấy. Tóm lại là một con vịt cũng tốt, hai con vịt cũng thả. Giới thiệu chúng tôi vài em đi. Nếu thật sự có chuyện nè, tôi có thể không tìm mọi người sao? Được rồi, đừng lề mề nữa. Cái này mang về cho đại ca. Mọi người lên đường cẩn thận, tôi đi đây. Đại huynh đệ, ở trong thành nhớ cẩn trọng. Có thể sao nữa? Cùng lắm bọn họ treo lên tường thôi. Về anh em tìm cho tôi một chỗ chôn trong hố. Đại huynh đệ, anh nói thêm câu nữa tôi giận anh đấy. Người anh em song long, nếu anh còn nói như vậy, tôi với anh cắt đứt tình nghĩa. Tôi cảm ơn hai vị huynh đệ. Vậy chúng ta gặp lại trên núi. Đại huynh đệ, chúng ta ở trên núi chờ rượu của anh. Hẹn gặp lại trên núi. Hẹn gặp lại trên núi. Đi nhé người anh em song long. Gần đây số người bị thương của nghĩa quân Hán Nhật không ngừng tăng lên. Nhưng thuốc chữa bệnh cũng là chuyện lớn. Phải nghĩ cách thôi. Nhưng trước mắt thời cục không tốt. Quân Nhật khống chế thuốc thang chặt chẽ quá. Khó làm đây. Sư phụ, hay là con đi trạm y tế trên phố kia một chuyến. Cũng là do Liên Xô mở. Con nghĩ cách xem có thể ở chỗ anh ta kiếm được chút thuốc không. Được, ngày mai trời sáng con đi đi. Vâng, chú ý an toàn. Được, sư phụ yên tâm. Đại huynh đệ đến rồi. Đại huynh đệ, bà chủ, bà chủ, nào đến đây cùng với anh em chúng tôi uống vài ly. Tự uống đi. Bà chủ hôm nay phải uống với chúng tôi. Không thì chúng tôi không trả tiền đâu. Đúng, không trả tiền. Không trả tiền à? Về sau đừng đến chỗ tôi. Bà chủ, bà có thể không uống cũng được, nhưng phải để tôi hôn một cái. Muốn hôn cũng được. Vậy thì cắt lỗ tai để lại đây. Để bà đây thổi cho vui. Bà chủ, bà cũng thú vị thật. Ôi ôi, đau, đau. Đại gia, ông hôn, ông hôn đi. Đại huynh đệ, ông ăn cái gì vậy? Không thì tôi cho một đĩa chữ tử hoa thêm rượu nản hồ. Vậy cho một đĩa chữ tử hoa. Được rồi, một đĩa chữ tử hoa mỡ nạc xen lẫn. Được. Đây, đại huynh đệ, rượu,
Đại huynh đệ, ông là mới từ xa đến đây à? Bà chủ, tôi nói với bà một chuyện. Tiệm đồng hồ ở đâu? Ông mà đến tìm người à? Tôi muốn sửa đồng hồ. Sửa đồng hồ? Có điều giờ muộn vậy rồi. Bà chủ, bà nói nhiều quá rồi. Đối diện chính là tiệm đồng hồ. Ở đối diện đấy. Đại huynh đệ uống trước đi. Cứ uống từ từ nhé. Ai vậy? Sửa đồng hồ. Trời tối rồi, mai hẳn đến. Tôi muốn nghe ngóng một người. Ai? Một cô gái. Tôi không đi nhầm chứ? Cậu là... Đại huynh đệ. Đại ca. Đúng là cậu rồi. Hôm đó chúng ta tách ra cũng vội vàng quá, cũng không kịp nói vài câu. Đến đây ngồi đi. Ông ngồi đi. Đúng vậy. Tôi giới thiệu trước. Đây là đồ đệ của tôi, Cao Dương. Cao Dương à, đây là Hảo Hán đã cứu Diêm Phương mà trước kia ta đã nói với cậu. Xin chào đại ca Hảo Hán. Xin chào. Vị huynh đệ này cũng không tồi. Rất trà. Đại ca, nghe nói võ nghệ của anh cao cường. Đợi anh có thời gian cũng dạy tôi vài chiêu đi. Không thành vấn đề. Có điều tôi nói với cậu, tôi không giỏi như sư phụ của cậu. Cô gái kia sao rồi? Bọn Nhật điều tra rất gắt gao. Mấy ngày trước tôi đưa cô ấy đi rồi. Giờ đang ở bệnh viện chữa trị vết thương. Đợi vết thương lành rồi, ở lại bệnh viện học chút y thuật, tương lai cũng có miếng ăn. Giờ thời cuộc hỗn loạn, ở trong bệnh viện có an toàn không? Yên tâm đi, tôi có một học sinh cũ ở đó làm viện phó, sẽ an toàn thôi. Đại ca, lần này tôi đến cũng muốn nói với anh một điều. Giờ ở cái trấn này, sĩ binh quân Nhật tăng lên không ít đâu. Hôm nay chúng tôi đi cướp một nhà thân hào nông thôn. Ông ấy có đứa con trai là Hán Giang, quả thật giống y hệt người Nhật. Người này tên là Lưu Lộ đúng không? Đại ca, anh biết người này sao? Người này vừa từ Nhật Bản trở về. Không biết anh ta làm chuyện gì tốt. Đại huynh đệ, các cậu cướp nhà của cậu ta phải đề phòng chút. Biết rồi. Đại ca, cô nương đó tên là gì? Tên Diêm Phương. Diêm Phương. Vậy lần này làm phiền anh rồi. Cậu nói câu này khách sáo quá rồi. Đều là người mình cả. Đại ca, tôi nghĩ chỉ cần là một người Trung Quốc đường đường chính chính, nếu đổi là ai thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi nói này đại huynh đệ, đại ca rất bội phục cậu. Có công phu tốt.
Chỉ cần tôi ở đây, tôi sẽ không để cho bọn chúng an ổn. Người anh em, đại ca. Có phải cậu vào rừng làm cướp rồi không? Đại ca, tôi làm thế cũng là do hết cách. Từ khi chúng ta tách ra lần trước, tôi đã đột nhập lên núi Long Phong. Đại ca, có được cái này, không sợ giết không nổi bọn Nhật kia. Đại ca, anh có phải người cùng đạo không? Cậu thật sự nghĩ tôi là người trong đạo ấy à? Tôi chính là người sửa đồng hồ, là người làm ăn. Ở trấn này cũng được mấy chục năm rồi. Đại ca kiên cường như vậy, huynh đệ bái phục. Chỉ bằng thế này, anh và huynh đệ lên núi, chúng ta kéo cục giết bọn Nhật. Tôi nói này huynh đệ, cậu xem đại ca đã từng tuổi này rồi, không sao được với người trẻ các cậu. Hơn nữa, chúng tôi cũng chẳng có võ công tốt. Cậu nói có phải không? Tôi nói hay là như thế này, cậu làm cái nghề đó, chúng tôi làm nghề của chúng tôi, chúng ta giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ với nhau. Cậu nói xem như vậy có phải tốt hơn không? Đại ca nói phải. Huynh đệ ta không nên làm khó anh. Sau này chuyện của đại ca cũng là chuyện của tôi. Sau này cần đến huynh đệ, anh chỉ cần nói một tiếng, huynh đệ tốt. Đại ca, cái này cho anh. Cậu đây là... Đại ca, Diêm Phương đem lại cho anh biết bao nhiêu phiền phức, cũng làm anh thiệt hại không ít. Cái này anh nhận lấy. Tôi nói này huynh đệ, cái này không được, không được. Đại ca, anh nhận đi. Không được, không được. Đại ca, nghe tôi nói, đây đều là những món lợi bất chính, không lấy thì uổng. Vậy được, tôi nhận trước. Thế mới đúng chứ. Đại ca, vậy cáo từ. Này, tôi nói này huynh đệ, chúng ta nói cả buổi trời, nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu. Anh xem tôi đến bao lâu rồi mà chuyện chính lại quên mất. Huynh đệ, tên là Song Long. Song Long, tên nghe hay quá. Mọi người hay gọi tôi là Lão Ngụy, sau này có thể gọi tôi là Lão Ngụy. Lão Ngụy, Lão Ngụy đại ca. Song Long, Song Long huynh đệ. Đại ca, huynh đệ. Đại tá Oda đến. Mời. Không cần khách sáo. Có phải tôi làm phiền anh tập kiếm rồi không? Ngài đích thân đến, rất là vinh hạnh. Hayashi-kun,
Hayashi, thời tiết lạnh lắm rồi. Có phải anh nên mặc ấm hơn chút? Khéo cảm lạnh đi. Tôi thích gió thu lạnh. Như thế sẽ giữ được sự tỉnh táo của đầu óc. Chúng tôi vẫn chưa rèn được đến kỹ nghệ đó. Anh xem thế này có được không? Chúng ta ôn tập đao pháp, cũng để tôi thư giãn gần cốt. Tuân lệnh. Đại tá Oda, quan trưởng Yoshihide, có chuyện gì? Nhà tôi bị cướp rồi. Ai làm? Là do thổ phỉ làm. Các huynh đệ, tối nay một người được phát 2 đồng bạc, được không? Được. Song Long huynh đệ, hôm nay chuyện này thay đại ca làm rất tốt, cuối cùng cũng đập vỡ được cái lò nung ồn ào. Đại ca ta rất vui mừng. Tôi kính cậu một ly. Đại ca, chúng ta là người một nhà. Người một nhà không nói 2 thứ tiếng. Vì núi tốn chút sức lực là điều nên làm. Được. Các huynh đệ, rót rượu đầy cho tôi. Rót đầy, rót đầy. Đều nghe rõ cho tôi. Chúng ta uống cạn bát rượu này, bắt đầu từ bây giờ. Song Long huynh đệ chính là nhị đương gia của núi Long Phong chúng ta. Được, nhị đương gia. Song Long huynh đệ, từ nay về sau, chuyện trên núi, cậu phải thay đại ca gánh vác nhiều rồi. Đại ca, tôi mới lên núi chưa được bao lâu. Ở trước mặt các huynh đệ mà làm lớn, quả thực tôi không dám nhận. Không. Ở núi Long Phong, tôi nói với cậu, tôi nói cái gì là cái đấy. Nghe rõ chưa? Đại ca, Song Long huynh đệ, ông chủ đã coi anh là nhị đương gia rồi, anh cũng đừng đẩy qua đẩy lại nữa. Khiêm tốn quá. Chức nhị đương gia này là của anh rồi. Các huynh đệ, tôi nói có đúng không? Đúng. Đúng. Đại ca, được rồi. Nào, chúng ta lấy bát rượu này. Cạn ly. Cạn. 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 Rất đầy vào. Tôi nói vài câu. Các huynh đệ, được đại ca đề cử, các huynh đệ lại không chê tôi. Sau này chuyện trên núi cũng là chuyện của tôi. Chuyện của mọi người cũng là chuyện của Song Long tôi. Tôi nếu như nói một chữ không thì lấy nó ra nói chuyện. Được. Hay lắm. Song Long huynh đệ, trong mắt tôi không chứa được mỗi một hạt cát. Nếu mà tôi biết có huynh đệ tốt như cậu thì tôi đã bảo các huynh đệ xuống núi mời cậu về đây từ lâu rồi. Cậu xem hai chúng ta gọi là cái gì? Đại ca, nhất kiến chung tình. Chung cái đầu cậu. Đây là gặp gỡ. Tuy gặp nhau muộn nhưng tựa như quen từ lâu. Đúng vậy, vẫn là cậu dùng từ tốt. Đại ca, tôi cũng chưa học qua sách vở gì, đều là 2 năm nay ở trong miếu học với sư phụ. Đại ca, cái trò chơi nhỏ đó vẫn còn phù hợp. Được. Chút đồ nhỏ này đúng là đáng yêu. Đại ca, tôi rất thích. Tôi nói này huynh đệ, hai cậu lấy chơi 2 ngày đi. Đừng như vậy đại ca, tôi thích cái thứ to này hơn. Cái nhỏ này anh cất đi, để phòng thân không phải thuận tiện hơn sao? Xem đi, thảo nào không làm huynh đệ tốt của tôi chứ.
Không thì làm sao có thể thành nhị đương gia? Không giống các người, giống như ốc heo vậy. Theo tôi bao nhiêu năm, các người ai tìm đồ này cho tôi? Mẹ nó chỉ biết ăn. Đại ca, lần này không phải có mấy vị huynh đệ thì tôi đã không thuận lợi như vậy đâu. Đại đương gia, đại đương gia không biết đâu, hôm đó nhị đương gia đập đồ, nhà nó đầu hàng, thế mới gọi là lợi hại. Nhát dao đâm xẹt xẹt. Nhị điệu tử, bớt nói vài câu. Đại ca, chúng ta uống thôi. Uống nào. Dẫn dắt không? Thú vị thật. Cùng tôi uống rượu mà không dẫn dắt. Dẫn. Đại ca, tôi trước. Nước sông hoa tùng lộ mỏm đá. Tôi kính đại ca. Tôi kính trước. Được, uống. Được. Mời. Nước sông hoa tùng sóng nối tiếp sóng. Ân tình chúng ta không thể quên. Hay. Mời. Nước sông xuân chảy về hướng đông. Hai ta uống rượu. Không phải sầu. Hay, hay, hay lắm. Mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây. Anh em uống rượu không hề sai. Cạn, 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 cạn.